Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa Hội, trang thứ 30, hàng thứ nhất. Sở phát thệ nguyện viên mãn thành tựu, như thực an trú cụ túc trang nghiêm, uy đức quảng đại thanh tịnh Phật độ. Câu ở phía trước đã báo cáo qua cùng với các vị rồi. Tiếp theo đây là khoa nhỏ thứ tư, như thực nghiêm tịnh. Bởi vì Pháp Tạng Bồ Tát đã phát ra 48 nguyện. 48 nguyện không phải chỉ là 48 điều, mà là đại nguyện cứu cánh viên mãn. Mấy hôm trước tôi ở Hồng Kông, có vị đồng tu đã nói rằng pháp môn bổn nguyện niệm Phật của Nhật Bản cùng với 48 nguyện Tịnh Độ Tông của chúng ta đã nói có gì khác biệt. Kỳ thực Tịnh Tông của Nhật Bản là truyền đến Nhật Bản từ thời Tùy Đường. Khi được truyền đến không có sai khác gì. Đa số đều là học trò của Thiện Đạo Đại Sư. Cho nên ngày nay chúng ta tại Nhật Bản có rất nhiều nơi đều nhìn thấy tạo tượng của Thiện Đạo Đại Sư. Còn có rất nhiều tự miếu dùng danh hiệu của Đại Sư đặt làm tên, như Thiện Đạo Tự. Từ đó cho thấy người Nhật Bản, đặc biệt là Tịnh Tông của Nhật Bản, đối với Thiện Đạo Đại Sư có cái cảm tình vô cùng sâu vậy. Việc này đáng để chúng ta tán thán. Pháp môn bổn nguyện ban đầu không sai, cùng với kinh Vô Lượng Thọ dạng không hai không khác, chỉ là ở trong 48 nguyện đã đặc biệt nhấn mạnh nguyện thứ 18. Nhưng mà chúng ta hiểu được 48 nguyện mà A-di-đà Phật đã nói, mỗi một nguyện quyết định bao gồm 47 nguyện còn lại. Cái nguyện này mới là viên mãn. Nếu như đơn độc một nguyện không hàm chứa những nguyện khác thì nguyện này không thể thành tựu. Cái đạo lý này chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ đã nói qua rất nhiều lần, đều đã nêu ra.
Lần giảng này 48 nguyện chúng tôi đã giảng được rất là tường tận. Hình như đã có VCD lưu hành riêng. Nhật Bản ngày trước, những vị đại đức này họ đều hiểu. Nhưng mà thời cận đại, có một số đại đức họ đã hiểu lầm, cho rằng chỉ nương vào nguyện thứ 18 thì được rồi. Chúng ta có thể nói với họ khẳng định không thể giảng sanh. Nguyên nhân là gì? Kinh Vô Lượng Thọ trong phần Tam Bối giảng sanh đã nói rất hay. Thượng bối, trung bối, hạ bối đều là giảng phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Đây là cái điều kiện cần phải có đủ để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Nếu như chỉ nương vào nguyện thứ 18, họ chỉ có nhất hướng chuyên niệm, không có phát Bồ Đề tâm. Vì thế tôi nói khẳng định không thể giảng sanh. Phát Bồ Đề tâm nằm ở cái nguyện nào? Ở nguyện thứ 19. Ở đây chúng ta đều đã đọc rất thuộc. Thực tế mà nói, 47 nguyện khác đều là thuộc về phát Bồ Đề tâm. Thiếu một nguyện thì Bồ Đề tâm của bạn không viên mãn. Mọi người nghĩ xem có phải đạo lý như vậy không? Cho nên trong việc này không thể hiểu sai, không thể đánh cược. Học Phật, tụng kinh, cầu sanh tịnh độ, làm gì có chuyện may mắn mà được giảng sanh. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu được, phải làm rõ ràng, phải làm minh bạch. Thệ nguyện thành tựu ở cái chỗ này. Câu nói này là tổng kết. Sở phát thệ nguyện viên mãn thành tựu. 48 nguyện, nguyện nguyện đều bao hàm 47 nguyện còn lại, mà trên thực tế là bao hàm đại nguyện viên mãn của chư Phật Bồ Tát. Do đó 48 không chỉ giới hạn ở 48. Chúng ta nhất định phải minh bạch cái chân tướng sự thật này. Sau khi thành tựu viên mãn như thực an trú, cụ túc trang nghiêm, uy đức quảng đại, thanh tịnh Phật độ. Bốn câu này là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cực Lạc thế giới thanh tịnh trang nghiêm, ở trong bốn câu này đều đã được hiển bày ra hết. Ở trong bốn câu này, một câu quan trọng nhất chính là như thực an trú. Thực là chân thật, cũng chính là thực tướng. Chân như cùng pháp thân, như thực an trú. Như thực an trú cái chân thật chi tế này. Phật ở trên bộ kinh này đã giảng cho chúng ta ba cái chân thật. Chân thật chi tế chính là ở trong Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh. Chân thật chi tế chính là chân như bổn tánh.
cũng chính là chư pháp thực tướng mà trên kinh Bát Nhã thường nói. Mà chư pháp thực tướng là tất cả tánh thể của kinh Đại Thừa, cũng chính là nói tất cả kinh luận Đại Thừa mà hết thảy chư Phật Bồ Tát đã nói đều là y cứ vào chư pháp thực tướng mà nói. Như thực chính là như như. Chúng ta sẽ hỏi chư pháp thực tướng là cái gì? Chúng ta dùng lời của người hiện nay để nói, đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Một câu nói này mọi người nghe rồi có thể hiểu, nhưng mà vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Hiểu mà không hiểu. Đây đúng là như vậy. Nguyên nhân này là gì? Là bởi vì chúng ta chính mình chưa có chứng được chư pháp thực tướng. Nếu như chứng được rồi, bạn nghe xong rồi thì rõ ràng tường tận, minh bạch thấu đáo. Chưa có chứng được, chưa có khế nhập cảnh giới của Phật, khi nghe xong hiểu mà không hiểu thì cũng xem là giỏi lắm rồi. Cũng coi như là có thiện căn, có phước đức, bạn mới có được cái ấn tượng như vậy. Nếu như muốn giới thiệu sơ sơ thêm một chút, nói một cách thực tế, hư không pháp giới chân như bổn tánh là một thể. Là một cái tướng. Nói một cái tướng, phàm phu chúng ta không hiểu. Người đã học qua một số kinh giáo, nó là một cái tánh, miễn cưỡng còn có thể đồng ý. Còn nói một cái tướng thì rất khó chấp nhận. Nguyên nhân gì vậy? Xâm la vạn tượng bày ra trước mắt chúng ta, đích thực không như nhau, thì làm sao có thể nói là một tướng được chứ? Nhưng mà nói lời chân thật, xác xác thật thật là một cái tướng. Một cái tướng gì vậy? Tướng hư vọng. Trên kinh Kim Cang đã nói, phàm sở hữu tướng dây thị hư vọng, lại nói nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Đó là cái tướng gì? Là tướng như mộng như huyễn, quyết định không phải là chân thật. Đây mới là chân tướng sự thật. Bạn nếu như nhận biết cái chân tướng sự thật này, cái tướng này chính là thật tướng. Những lời này các vị phải nghe cho tường tận, tỉ mỉ mà thể hội thì bạn có thể nghe hiểu. Cho nên cái tướng này là một, không phải hai. Căn thân, thân thể của chính chúng ta, quốc độ. Ngày nay chúng ta nói
Ở trong vũ trụ có vô lượng vô biên tinh cầu, là chỗ nương dựa, chỗ ở của tất cả chúng sanh. Lại bao quát hết thảy chúng sanh, cũng là không phải hai. Những sự việc này tôi chỉ có thể nói đơn giản đến chỗ này mà thôi. Nếu nói tường tận thì 20 giờ đồng hồ cũng nói không hết. Như thực an trú là pháp an trú như thế nào? Chính là như như bất động mà trên Kinh Kim Cang đã nói. Cái điểm này chúng ta có thể học ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần phải học như thực an trú của Phật Bồ Tát. Chúng ta như vậy mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Mọi người nói là tu hành chứng quả. Khế nhập cảnh giới chính là chứng quả. Trải qua đời sống của Phật Bồ Tát, thì bạn làm Phật, làm Bồ Tát rồi. Đây mới là thọ dụng chân thật của việc học Phật. Nếu như không đến được cái cảnh giới này, chúng ta học Phật chưa có đến được cái lợi ích chân thật. Thọ dụng thật sự của Phật Pháp, chúng ta chưa có hưởng thụ được. Vì chúng ta hỏi như thế nào mới là như như bất động. Chúng tôi trong những lúc bình thường giảng kinh cũng đã nói qua rất nhiều lần. Căn trần tướng khi tiếp xúc, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, cảnh giới rõ ràng, minh bạch, thấu suốt, tường tận. Đây là giác. Nhưng mà cái tâm này phải như như bất động. Nói một cách khác, ở trong cảnh giới đó mà chúng ta học, học không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cảnh giới bên ngoài thì lại rõ ràng tường tận, minh bạch thấu đáo. Cái sự việc này dường như rất khó. Làm sao có thể làm được đây? Nếu như bạn nói khó, tôi không phủ nhận là khó thật. Nếu như bạn nói làm không được, tôi không thừa nhận. Tôi cho rằng có thể làm đến được. Có một thứ đã làm đến được rồi. Người hiện đại ngày ngày đều không rời khỏi. Nói các vị biết, cái gương đã làm được rồi. Cái gương soi tượng trưng cho một căn. Ở trong lục căn là nhãn căn. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc giảng Kinh Lăng Nghiêm đã lấy một thí dụ về lục căn, lấy nhãn căn làm thí dụ. Thập phiên hiện kiến, kinh văn ấy thì rất là dài. Chúng ta tưởng tượng cái mặt tấm gương này
bên ngoài nó đều soi rất là rõ ràng. Nó quả thật không có khởi tâm đồng niệm, nó không có phân biệt chấp trước. Nó không phải không minh mẫn. Chúng ta làm sao đem con mắt mà biến thành tấm gương soi? Minh bạch thấu suốt, rõ ràng, tường tận. Đây là chiếu. Trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là chiếu kiến. Phàm phu phiền não là ở đâu? Cái kiến đầu tiên xác thực chính là chiếu kiến. Cùng với tất cả chư Phật Như Lai, không hai, không khác, vô cùng đáng tiếc. Cái niệm thứ hai thì không phải là chiếu kiến. Cái ý niệm thứ hai thì rơi vào trong khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Cho nên cổ đại đức nói, nếu như giữ được cái tâm ban đầu, thành Phật có dư. Tâm ban đầu là gì? Ý niệm đầu tiên. Bạn phải mãi mãi giữ được cái niệm đầu tiên, không rơi vào niệm thứ hai. Thật sự thì bạn đã thành Phật rồi. Việc này trong Đại Thừa Giáo gọi là chánh quang. Quang chiếu, chiếu trú, chiếu kiến. Chúng ta phải hiểu việc này. Đây là thật sự nhìn thấy rồi. Bạn nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bạn muốn dùng nghe, dùng tai nghe, thì bạn nghe được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bạn mới phát hiện tất cả những cái tướng trạng không những tánh tương đồng, tướng cũng không ngoại lệ. Tướng là thức biến, thức là vọng thức. Nó là chân tâm đã khởi cái tác dụng. Cho nên không có một cái hình tướng không phải thật tướng. Các vị hãy xem Ngữ Lục trong tông môn thì bạn sẽ hiểu rõ. Những tổ sư đại đức trong tông môn kiểm tra hàng sơ học, những lời nói sắc bén ấy bạn nghe thì sẽ hiểu được. Bạn không khế nhập cái cảnh giới này, họ nói những lời đó bạn nghe sẽ không hiểu. An trụ như vậy, đây là chánh trụ, đây là chân trụ. Trụ cái chư Phật Như Lai đã trụ. Vì chúng ta sẽ hỏi Cực Lạc thế giới ở đâu? Chính ngay tại đây. Ở trong Cực Lạc thế giới, cụ túc trang nghiêm, uy đức quảng đại, thanh tịnh Phật độ. Bạn ngay trong hiện tiền nhìn thấy được rồi. Ngày nay chúng ta nhìn không thấy Cực Lạc thế giới, nhìn không thấy thanh tịnh Phật độ, là nguyên nhân gì vậy? Chúng ta khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem thanh tịnh Phật độ biến hóa rồi, biến thành cái uế độ mong manh hiện nay của chúng ta, là cái sự việc như vậy.
chúng ta không thể không hiểu biết. Vấn đề hiện nay là làm sao để khôi phục, đem cái uế độ mong manh khôi phục thành tịnh độ. Tịnh độ là vĩnh hằng, tịnh độ là không thay đổi, uế độ là sát na sinh diệt, là vô thường. Tịnh độ là chân thường. Chân thường cùng vô thường trộn lẫn vào với nhau, chúng ta không có cách nào phân biệt. Tôi nói những lời này có thể hơi sâu một chút. Quả thật là tôi không có cách nào để giảng cho nó cạn cợt hơn. Mong rằng chư vị dù cho không thể hoàn toàn hiểu hết, bạn hiểu được là có cái cách nói như vậy. Cái cách nói này là lời chân thật, tướng trạng chân thật mà chư Phật Bồ Tát đã nói. Trong giảng sanh luận có nói đến chân thật trí huệ, vô vi pháp thân, cũng là nói cái sự việc này. Chúng ta nói an trụ, thực tại mà nói cũng là an trụ trong chân thật trí huệ, vô vi pháp thân. Trong câu nói này quan trọng nhất chính là vô vi. Nếu như bạn hữu vi thì pháp thân nhìn không thấy. Hữu vi ở phàm phu chúng ta, chỗ bạn nhìn thấy cái thân này gọi là thân nghiệp báo, cho nên rất khổ. Nếu như bạn có trí huệ, bạn có năng lực an trụ trong vô vi, thì cái thân nghiệp báo này của chúng ta biến thành thân vô vi pháp. Chứ gì phải nên biết, ở trong Đại Thừa Kinh thường nói pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, một thể mà ba thân. Từ đâu mà nhìn thấy? Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước thì hiện tại thế gian này của chúng ta, đó là một thể mà ba thân. Một tức là ba, ba tức là một, không thể nào tách rời. Phàm phu chúng ta không có cách nào phát giác ra được, nhưng mà trong cái cảnh giới của Ngài thì là viên dung, là vô chướng ngại. Cũng giống như trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu như ứng hóa thân không phải báo thân vậy thì có chướng ngại rồi. Ứng hóa thân không phải pháp thân thì cũng có chướng ngại. Lý sự có chướng ngại, sự sự có chướng ngại thì làm sao có thể nói là pháp giới vô chướng ngại? Chúng ta từ trên đây mà thể hội, quan trọng nhất là làm thế nào mới có thể tương ưng với vô vi pháp. Sau khi thật sự tương ưng thì không rơi vào hữu vi, cũng không rơi vào vô vi. Vì sao vậy? Lời ở trên đàn kinh đó rất là thú vị. Hữu vi, vô vi là nhị pháp. Nhị pháp không phải là Phật pháp. Phật pháp là bất nhị pháp.
chư Phật Bồ Tát không rơi vào hữu vi, không rơi vào vô vi. Đây chân thật mới gọi là Phật Pháp. Hữu vi cùng vô vi không phải hai. Ở chỗ này, bất luận là lý, bất luận là sự, cũng thú vị vô cùng. Chúng ta nếm trải cho tường tận. Đương nhiên quan trọng nhất là phải có thể khế nhập. Bạn khế nhập một phần thì bạn được một phần pháp vị. Khế nhập hai phần thì bạn được hai phần pháp vị. Làm sao khế nhập? Nói tóm lại là phải lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cách lìa như thế nào? Chính là vừa rồi đã nói, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bạn tự nhiên liền khế nhập được rồi. Ngày nay chúng ta phiền não lớn nhất là ở đâu? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, họ không thể không khởi tâm, không chấp trước. Sự việc này thì phiền não rồi. Khẳng định sẽ khởi tâm, sẽ động niệm, sẽ phân biệt chấp trước. Cho nên chúng ta tu hành là tu cái gì? Bạn phải nên biết rõ, chính là ở ngay trong cảnh giới mà học, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bạn như thực an trụ. Thanh tịnh quốc độ, cái quốc độ này thanh tịnh rồi, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chính là bởi vì tâm chúng ta loạn, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, loạn rồi, cho nên đã khuấy loạn cái quốc độ thanh tịnh này. Chúng ta nhìn không thấy được quốc độ Phật, nhìn không thấy được thánh chúng thanh tịnh của cực lạc thế giới. Không phải là họ không muốn gặp mặt với chúng ta, mà là chính chúng ta đã tạo thành chướng ngại. Thực tình mà nói, họ có thể nhìn thấy chúng ta nhìn không thấy họ. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên trên kinh nói, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Chúng ta tu học, tâm thanh tịnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Rất nhiều lão đồng tu đều đã biết Phật Pháp đến sau cùng thật sự đến minh tâm kiến tánh chỉ có ba môn. Trước khi chưa có kiến tánh thì pháp môn nhiều, vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn. Đến khi mà sắp kiến tánh rồi chỉ có ba môn: giác, chánh tịnh. Ở Trung Quốc, Đại thừa tông phái rất nhiều. Lựa chọn pháp môn không có tương đồng. Thiền tông, tánh tông đi con đường giác môn, là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Giáo hạ như thiên đài, hiền thủ, pháp tướng, những tông phái này từ chính môn mà vào,
chánh tri, chánh kiến. Trên kinh Pháp Hoa nói là nhập Phật tri kiến. Họ từ đây mà vào. Tịnh Độ Tông chúng ta cùng Mật Tông đều từ tịnh môn mà vào, chính là từ tâm thanh tịnh mà vào. Do đó bạn phân rõ đối với pháp môn có phải là căn tánh của chính mình hay không? Thật không khó. Bạn có thể tự kiểm chứng thử xem. Ở đạo tràng Tịnh Tông niệm Phật, một ngày niệm Phật 7 ngày, tâm của bạn có thanh tịnh trở lại được hay không? Thuần tịnh làm không nổi. Vậy có phải thanh tịnh hơn một chút so với lúc chưa bước vào niệm Phật đường hay không? Từ cái chỗ này thì có thể nhìn thấy công phu của chính mình, có thể nhìn thấy căn tánh của chính mình. Mật Tông cũng là tu tâm thanh tịnh. Hai cái này có thể làm một sự so sánh. Khi tôi học Phật thì đã từng làm qua một sự so sánh. Lão sư của tôi là Đại Đức Mật Tông. Thầy không có dạy tôi niệm A-di-đà Phật. Thầy dạy tôi niệm Lục Tự Đại Minh Chú. Lục Tự Đại Minh Chú là tu cái tâm thanh tịnh. Không những là Lục Tự Đại Minh Chú, Lục Tự Đại Minh Chú là của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tất cả câu thần chú, không câu nào là không tu tâm thanh tịnh. Tôi thỉnh giáo với thầy, câu thần chú này ý nghĩa là gì? Không thể nói câu chú này không có nghĩa, con cứ niệm là được. Mặc dù đó cũng là một cái phương pháp, không có ý nghĩa, không có cách giảng. Bảo bạn dùng cái câu thần chú này đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn thấy đều tẩy trừ hết. Đây là phương pháp tu hành của Mật Tông. Kỳ thực Tịnh Độ Tông dùng một câu A-di-đà Phật, cái dụng ý của một câu A-di-đà Phật này cũng là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình trừ bỏ đi. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vừa mới khởi tâm động niệm thì mau A-di-đà Phật, đem cái niệm này trừ bỏ đi. Phật hiệu phải niệm như vậy mới có công dụng, niệm như vậy mới có công phu. Tuyệt đối không phải nói một mặt niệm Phật, một mặt trừ bỏ vọng tưởng. Vậy thì bạn đã hoàn toàn sai. Niệm chú cũng là như vậy. Nhưng mà đối với những phần tử tri thức như chúng ta, phần tử tri thức, cái danh từ này không phải là dễ nghe. Nếu như chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa này, nói lão sư vậy tôi niệm cái này thì có ý nghĩa gì chứ, có tác dụng gì chứ, thì chúng ta sẽ không chịu niệm. Thế là lão sư đem cái đại ý của câu chú này nói rõ với chúng tôi. Sau khi nói xong, chúng tôi liền vô cùng ưa thích
đối với câu thần chú này. Sáu chữ Đại Minh Chú, lão sư tôi Chương Gia đại sư là Lạt Ma, Phật giáo Tây Tạng. Cách phát âm ở trong tiếng Tạng là gì? Án Mani Bát Mê Hồng. Cái chữ án này ý nghĩa là gì vậy? Là thân. Cái thân gì? Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, một thể. Cho nên cái chữ này, Phật Kinh vô cùng nhiều câu thần chú, chính là cái chữ này. Một chữ đã đem cả cái vũ trụ nhân sanh, chúng ta nói là hư không pháp giới, vất độ chúng sanh, một cái chữ này thể đều đã bao gồm, đã viên mãn đầy đủ. Vô lượng, vô biên hàm nghĩa của nó. Mani nghĩa là hoa sen. Ở trong kinh điển hiển giáo cũng thường thường đọc đến. Đây là dịch âm của tiếng Phạn. Mani là hoa sen. Bát mê là gìn giữ. Hồng là ý. Thân, hoa sen, giữ gìn ý. Đây là câu đảo lộn ở trong tiếng Tạng. Dùng lời xuông để nói trở lại một chút, chúng ta nhất định là có cách nói như thế này. Giữ gìn thân ý giống như là hoa sen. Hoa sen mọc ra từ bùn mà không bị bẩn. Cho nên sáu chữ Đại Minh Chú là cái ý nghĩa này. Niệm một câu thần chú này nhất định phải nghĩ đến bản thân chúng ta, thân tâm thanh tịnh vô nhiễm, không có ô nhiễm. Cái ý nghĩa này thì vô cùng hay. Lão sư truyền cho tôi rất là hoan hỷ. Lúc đó tôi cũng thường niệm. Vì sao? Cùng với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Ngài khuyên tôi chuyển sang tu Tịnh Độ, cho nên mới đổi thành niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật, cái ý nghĩa thì cũng như nhau. Nam-mô A-di-đà Phật. Sáu chữ này đều là âm dịch từ tiếng Phạn, không khác gì với câu thần chú, hoàn toàn là âm dịch. Nam mô ý nghĩa là quy y, ý nghĩa là quy mạng, ý nghĩa là cung kính. Nó bao gồm nhiều ý nghĩa như vậy ở bên trong. Cũng có cái ý nghĩa lễ kính. Cho nên chúng ta chắp tay diện kiến với người khác, Nam mô là cung kính, là cái lễ tiết cung kính nhất. A Di Đà Phật, đây là đức hiệu của Tây Phương giáo chủ, trên thực tế là danh hiệu chân như tự tánh của chúng ta. A dịch thành ý nghĩa là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác, dịch là trí. Cái ý nghĩa của danh hiệu này là quy y vô lượng giác, quy y vô lượng trí. Trí giác vô lượng là cái gì? Tự tánh vốn có trí huệ bát nhã. Đó mới là vô lượng giác, vô lượng trí.
chân thật. Từ đây cho biết, Đại Đức xưa nói, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Hai câu nói này là lời chân thật. Là từ trên quả địa chư Phật Như Lai mà nói. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Chúng ta niệm Phật, giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta có thể nhập cảnh giới này hay không? Vậy thì phải xem công phu của bạn. Tây Phương tịnh độ có tứ độ tam bối cửu phẩm. Phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, chưa nhập cái cảnh giới này. Thực báo trang nghiêm độ, nói chưa gì biết. A-di-đà Phật mà bạn thấy là tự tánh Di-đà. Tịnh độ mà bạn sanh là tịnh độ của tự tánh. Đây là cùng giới ở trong giảng sanh luận đã nói, chân thật trí huệ vô vi pháp thân hoàn toàn tương ưng. Do đây mới biết thật báo độ mới là tịnh độ thật sự. Mới thật sự là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Mục tiêu trung cực của chúng ta chính là ở tại chỗ này. Chúng ta làm sao để đạt được? A-di-đà Phật cùng Bổn Sư Thích Ca vì chúng ta mở con đường phương tiện, đó chính là tịnh tông. Có thể khiến tất cả phàm phu trong một đời cùng sanh về báo độ. Đây là cái pháp môn không thể nghĩ bàn. Trên kinh nói, có thể khiến cho chúng sanh chính pháp giới, đặc biệt nói phàm phu lục đạo của chúng ta, cùng thanh văn duyên giác chư đại Bồ Tát, chính pháp giới chúng sanh ở ngay trong một đời có thể đồng sanh báo độ. Báo độ là thật báo trang nghiêm độ. Được hay không vậy? Được. Chỉ cần chúng ta tự mình chịu cố gắng, chỉ cần tự mình có thể y chiếu những đạo lý đã giảng ở trong kinh điển, những phương pháp mà tu học trong đời này đích thực có thể làm được. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Rốt cuộc thì chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải tu học như thế nào? Chúng ta xác thực đích đáng có cái nguyện vọng này, hy vọng ngay trong một đời này cũng có thể giảng sanh thật báo trang nghiêm độ. Lý luận phương pháp đều ở trên bộ kinh này. Nếu như chúng ta không chịu chiếu theo lý luận phương pháp này để tu học thì đời này sẽ luống qua.
Nếu như là phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm hạ sanh, nhìn chung cũng không phải tệ. Trên kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm thánh đồng cư độ phải tu 12 đại kiếp mới có thể nhập thật báo độ. Nếu như chúng ta ở ngay trong đời này thực sự chịu nỗ lực mà nói, thì tiết kiệm được 12 đại kiếp này. Cho nên tại vì sao không hướng đến phẩm vị cao mà tranh thủ hạ phẩm giảng sanh thì cũng được rồi, những việc khác thì phải khiêm nhường. Sự việc này hà tất gì phải khiêm nhường? Nếu như bạn thật muốn giảng sanh phẩm vị cao, chúng ta từ trên tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh mà nói, chỉ cần bạn thật sự làm được, chúng ta những năm gần đây tổng kết giáo học của Phật Pháp đã đề ra 10 câu 20 chữ, bạn chân thật đã làm được rồi, bạn sẽ tiết kiệm được 12 đại kiếp. Chân thành, chúng ta đối người, đối sự, đối vật, đối với chư Phật Bồ Tát, đối với hết thảy chúng sanh, chỉ có một cái tâm chân thành. Chân mà không giả, thành mà không hư. Nhất định không nên cho rằng ta dùng tâm chân thành đối với người mà người khác hư tình giả ý đối với ta, vậy thì ta không phải chịu thiệt thòi lớn rồi sao? Đúng, trước mắt bạn không chịu cái thiệt thòi này, thiệt thòi của bạn chịu sẽ rất lớn. Xem như giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn cũng là phàm thánh đồng cư độ, hạ bối giảng sanh. Bạn muốn nâng cao mình đến thượng bối, đến thật báo trang nghiêm độ, phải 12 đại kiếp. Nếu như chúng ta có thể đem cái nợ này tính rõ ràng, cái sự việc này làm cho minh bạch, đời này của ta nhiều nhất sống được 100 tuổi, chịu thiệt thòi 100 năm, ta cũng thấy rất xứng đáng. Ta thành tâm thành ý đối người, quyết định không có một mảy may giả dối. Đây là một lòng đến tịnh độ, một lòng cầu sanh Cực Lạc thế giới. Tại vì sao không làm? Tại vì sao đối với mọi người còn có giả dối, vẫn còn có thứ không thể nói với người, vẫn còn có việc che giấu người khác, không có cần thiết. Chúng ta nếu như còn những việc này còn không thể buông xuống, thì thượng bối sẽ không có phần. Ai chướng ngại bản thân chúng ta? Chính mình đã chướng ngại chính mình. Cho nên nhất định phải có tâm chân thành, an trú trong chân thành. Tiếp đến phải an trụ thanh tịnh, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng.
chánh giác từ bi mà tôi nói chính là phát Bồ Đề Tâm. Trên kinh điển đã nói, bởi vì nó phát Bồ Đề Tâm, mọi người không hiểu. Cái chú giải mà người xưa giảng về phát Bồ Đề Tâm, chúng tôi xem cũng không hiểu. Cho nên tôi liền đem những lời này thay đổi một chút. Tâm chân thành chính là trực tâm của Bồ Đề Tâm. Mở Minh Bồ Tát ở trên Đại Thừa Khởi Tín Luận có nói đến trực tâm. Ở trong Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói là chí thành tâm. Tôi dùng chân thành hai chữ này, đây là thể của Bồ Đề Tâm. Không có thể thì làm sao có dụng? Cho nên bạn mà nói tâm của bạn thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, không thể có chuyện đó. Bạn không có chân thành thì phía sau tất cả cũng không. Có thể mới có dụng. Thể quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, ba điều sáu chữ này chính là ở trong Bồ Đề Tâm mà người xưa nói là thâm tâm. Tôi đem thâm tâm nói thành ba điều, mọi người dễ hiểu. Từ bi chính là tâm đại bi. Tâm phát nguyện hồi hướng, cái này dễ hiểu. Thâm tâm, người xưa nói hiếu đức, hiếu thiện. Lời này nói ra nghe rất chung chung, rất khó lý giải. Tôi nói với họ thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, thì việc này đã tương đối rõ ràng hơn nhiều. Cách nói này của tôi là căn cứ vào trên cái đề kinh của bộ kinh chúng ta đang giảng. Ở trên cái đề kinh này có thanh tịnh, bình đẳng giác. Thanh tịnh quyết định không bị ô nhiễm. Chứ gì phải nên hiểu tâm chân thành không bị nhiễm ô. Vọng tâm thì bị ô nhiễm. Năm dục sáu trần có thể ô nhiễm là ô nhiễm vọng tâm, tuyệt đối không thể ô nhiễm chân tâm. Chân tâm mà bị ô nhiễm thì còn có thể gọi là chân tâm được sao? Nhưng mà cái vọng tâm này sẽ gây trở ngại chân tâm, sẽ che đậy chân tâm. Việc này là có. Quyết định không thể ô nhiễm chân tâm. Chân tâm bị che đậy, bị ô nhiễm cũng chỉ là tạm thời, chứ không phải là thật. Nó là vọng, là hư vọng, làm gì mà chân thật được chứ? Cho nên quyết định không ô nhiễm. Không những tâm không ô nhiễm, thân cũng không ô nhiễm. Các vị cũng biết, thân không ô nhiễm thì thân thể của bạn sẽ khỏe mạnh. Bạn làm sao mà bị bệnh chứ? Bệnh là do bị ô nhiễm mầm độc, bạn mới bị sanh bệnh. Mầm độc là từ đâu mà ra? Căn gốc là tham sân si tam độc. Chỉ cần đem từ trong nội tâm tham sân si tam độc này trừ bỏ đi thì bạn vĩnh viễn sẽ không bị bệnh. Bác sĩ cùng thuốc men sẽ tuyệt giao với bạn, sẽ đoạn dứt rồi. Nếu như bạn tham sân si mạng, những độc tố này không loại bỏ, vậy thì hết cách rồi. Bác sĩ cùng thuốc men
sẽ gắn bó keo sơn với bạn. Bạn sống sẽ rất là khổ. Cho nên tự tư tự lợi, tham sân si mạng, ít một phần đoạn một phần, thân thể của bạn sẽ khôi phục một phần khỏe mạnh. Cho dù bạn có bệnh thì lúc trị bệnh cũng rất dễ trị. Nếu đoạn dứt hai phần, bạn sẽ khôi phục hai phần khỏe mạnh. Đoạn dứt ba phần, bạn sẽ khôi phục ba phần khỏe mạnh. Phàm phu chúng ta không có năng lực đoạn dứt thì đoạn từng phần. Tôi xin giới thiệu phương pháp của tôi với các vị đồng tu. Tôi không phải thượng căn lợi trí, tôi không có cách nào đoạn dứt. Tôi là đoạn từng phần. Tự tư tự lợi, tham sân si mạng là càng ngày càng ít. Mỗi một năm một ít đi, cho nên thân thể của tôi thì mỗi năm một khỏe mạnh. Tôi tự mình biết được. Tự mình rõ ràng, minh bạch. Tháng trước tôi tại Thẩm Quyến đã ghi hình bộ Liễu Phạm Tứ Huấn. Sau khi ghi xong thì đi đến Dương Châu 2 ngày, thực hiện lời hẹn năm ngoái tại Dương Châu. Gặp được một vị Lưu Đại Phu. Ông khám cho tôi. Khám xong thì liền nói với tôi, ông nói, Pháp Sư, thân thể ngài so với năm ngoái còn khỏe hơn nhiều. Tôi biết ông muốn học tôi. Hồi quy tự nhiên, buông bỏ cái danh văn lợi dưỡng, thất tình ngũ dục của thế gian này. Hồi quy tự nhiên thì thân thể sao có thể không khỏe chứ? Bạn làm sao có thể không vui vẻ chứ? Phiền não nhẹ, trí huệ tăng, chính là cái sự việc này. Bây giờ cách đoạn từng phần này, cảnh giới càng ngày càng sáng rõ, chính mình rất rõ ràng mà có thể phát giác ra được. Đây là tôi xin nêu ra để cho chư vị đồng tu làm tham khảo. Tôi có thể làm được, chư vị cũng có thể làm được. Khi mà tôi còn trẻ thì nghiệp chướng cũng nặng như các vị. Khi tôi bắt đầu xuất gia thì 30 mấy tuổi, thân thể cũng có cái mùi rất nặng nề. Những người thân cận tôi đều tránh xa, lại còn bị chứng hôi miệng. Đại khái cũng là sau đó 3 năm, lúc đó tôi khoảng chừng 37, 38 tuổi gì đó, cái hiện tượng này liền không còn. Bản thân tôi vào lúc đó thì không có phát hiện. Là một vị lão đồng tu ở thư viện, vị lão đồng tu này quen biết tôi từ khi còn chưa xuất gia. Ông rất rõ. Ông đến nói với tôi,
nói rằng pháp sư ngày mấy năm nay tu học cũng không tệ. Tôi nói, làm sao ông biết vậy? Ông nói cái mùi trên thân thể và chứng hơi miệng của ngài đã không còn nữa rồi. Hiện tượng nghiệp chướng đã tiêu trừ. Mỗi năm đều có tiến bộ. Cho nên mới có thể pháp hỷ sung mãn. An trụ là tương đối không dễ dàng. Nhất định phải tự mình thực sự cố gắng, nỗ lực. Sửa lỗi, đổi mới. Tu thiện tích đức. Đây mới có thể thành tựu. Liễu Phàm Tứ Huấn là một bộ sách vô cùng hay. Cuộc đời của tôi được lợi là nhờ quyển sách nhỏ này. Cả đời phụng hành, tôi không có một mảy may nghi ngờ đối với nó. Cảnh giới tuy là không cao, nó xác thực đích đáng là nền tảng cho chúng ta tu hành, là căn bản để tu hành. Nếu như chúng ta làm người cũng không xong thì làm sao có thể an trụ quốc độ Phật? Cái đạo lý này phải thường thường suy nghĩ. Trước mắt chúng ta ở tại cái Phật đường này, tại cái học hội này, mọi người cùng nhau tu học ở trong lớp bồi huấn, chúng ta trụ ở cái lớp này mà cũng không xong, vẫn còn cái ý kiến với đồng học. Bạn nghĩ xem, bạn làm sao có thể giảng sanh đây? Hay nói cách khác, nghĩa là trụ tại Singapore, cái quốc độ này cũng không xong, cũng không thể an trụ, thì bạn làm sao có thể trụ cực lạc thế giới? Có từng nghĩ qua cái đạo lý này chưa? Chân thật có tư cách an trụ cực lạc thế giới là những người nào vậy? Người hòa hợp tăng đoàn, tu lục hòa kính, những người này khẳng định được sanh. Có lẽ sẽ có đồng tu hỏi, tôi sẵn lòng hòa hợp với họ, họ thì không thể hòa hợp với tôi, vậy thì phải làm sao? Kỳ thực bạn hỏi cái câu hỏi này, đáp án đã có ngay ở bên trong. Chỉ cần chính bản thân bạn chung sống hòa thuận với mọi người thì được rồi, không cần phải hỏi người khác. Bạn khẳng định được sanh tịnh độ, những đồng nghiệp này của bạn không thể giảng sanh tịnh độ. Chỉ cần ta có thể chung sống với người khác, không cần hỏi người khác đối với ta thế nào. Ở ngay trong cảnh duyên chân thật là tu hành tốt. Người chân thật tu hành đem thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên toàn bộ đều xem thành chân thiện tri thức của chính mình. Thuận cảnh, thiện duyên. Thiện duyên là người tốt. Bạn ở trong thuận cảnh thì người người đều là người tốt. Bạn ở trong cái chỗ này mà tu,
thì không bị tham ái ô nhiễm. Ở trong đây dễ dàng khởi tâm kiên tham, nghịch cảnh, ác duyên. Bạn sống chung với những người bất thiện này, vậy thì đúng lúc để tu nhẫn nhục ba la mật rồi. Cho nên bất luận là cảnh giới gì, bất luận sống chung với những chúng sanh như thế nào, đều là đạo tràng của người tu hành thật sự. Nếu như bạn muốn lựa chọn cái đạo tràng nào, vậy thì sai rồi, hoàn toàn sai lầm. Người tu hành chân thật không có việc lựa chọn. Lựa chọn thì bạn đã có phân biệt, có chấp trước. Các vị hãy suy nghĩ thật tỉ mỉ chỗ này, để tư duy, để quan sát, bạn sẽ giác ngộ. Lựa chọn đạo tràng chỉ có một cái điều kiện như sau, đó chính là cái nơi này có chấp nhận cho ta ở hay không. Họ mà chịu cho ta ở, đây là có duyên, không chịu cho ta ở, ta đương nhiên phải ra đi. Tuyệt đối không gây phiền não cho người khác. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, chỉ có cái điều kiện như vậy thì mới nói đến chuyện lựa chọn. Nếu không mà nói, tuyệt đối không lựa chọn. Đạo tràng này mà không tốt, hoàn cảnh không tốt, người ở đó đối với bạn đều không tốt, nhưng mà không có ai đuổi bạn đi. Chỉ cần họ không đuổi bạn đi, đây chính là đạo tràng tốt để cho bạn tu hành. Bạn ở đây thì quyết định sẽ có thành tựu. Chứ gì phải hiểu rõ cái đạo lý này. Nếu ở chung với người ta không vừa ý một chút mà muốn đi rồi, thì bạn không phải người tu hành. Ở đây ngược lại không có ai đuổi bạn đi, bạn lại muốn rời khỏi mà nói, bạn cảm thấy chịu không nổi nữa, bạn không phải người tu hành. Bạn không chịu tu nhẫn nhục ba la mật, bạn không chịu tu bố thí ba la mật, một điều trong lục độ bạn cũng không có. Hiện nay người chân thật hiểu rõ cái đạo lý này không nhiều. Tôi rất ít nhìn thấy. Cho nên cái thời đại này, người mà tu hành thành tựu quả thật như long phụng sừng lân. Chúng ta lại suy nghĩ, tại vì sao mà thành ra như vậy? Vẫn là cổ đức đã nói rằng không có ai đối với họ. Chúng ta tin rằng ở trong đại chúng đã đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, quyết định không thể ít. Vô cùng đáng tiếc là không gặp được thiện hữu, không có gặp được thiện tri thức chỉ dẫn họ, không có thiện tri thức cảnh tỉnh họ. Cho nên họ mê hoặc, họ sai lầm. Từ đó mà biết, thiện tri thức là một trong những mấu chốt cho việc chúng ta có thể thành tựu trong đời này hay không. Chân thật gặp được thiện tri thức, người từ trình độ trung đẳng trở lên, đại đa số đều có thể thành tựu. Đây là trong lịch sử của chúng ta, trong cái quá trình tu học đời này của chúng ta, chúng ta tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy.
thân cận thiện hữu là cái đại sự đầu tiên của người sơ học chúng ta. Bất xả thiện tri thức, bất xả thiện tri thức cũng phải hiểu rằng không phải mỗi ngày dính như bóng với hình mà không rời thiện tri thức, vậy thì cũng sai. Không xả bỏ giáo huấn của thiện tri thức, đây mới chân thật gọi là không rời thiện tri thức. Những giáo huấn của thiện tri thức chúng ta ngày ngày ghi nhớ trong lòng, ngày ngày y giáo phụng hành, đây chính là chân thật thân cận thiện tri thức. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế gian, trên kinh điển có một cái công án, có hai vị tỳ kheo, muốn đi gặp Phật. Trên đường đi thì khát nước, gặp được một cái vũng nước, trong vũng nước có côn trùng. Có một vị tỳ kheo liền uống ngay. Vì sao vậy? Nếu mà không uống, e rằng không có cách nào giữ được mạng. Sau khi uống nước xong thì đi gặp Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn vị tỳ kheo kia không uống nước, cho nên đã chết vì khát. Sau khi gặp được Phật, Phật hỏi ông từ đâu mà đến. Ông liền kể lại những sự việc đã xảy ra trên đường đi. Phật nói, vị tỳ kheo đã nghiêm trì giới luật ấy, từ sớm đã đến gặp ta rồi, ông không có gặp được ta. Các vị hãy suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này. Người đứng ngay ở trước mặt Đức Phật mà không thể y giáo phụng hành thì chưa phải là gặp được Phật. Người chân thật y giáo phụng hành, tuy rằng đã chết, họ vẫn ở bên cạnh thiện tri thức. Đây là một cái thí dụ rất hay. Cho nên, cho dù thiện tri thức không tại thế, chúng ta cũng có thể thân cận họ như ở trước mặt. Tôi khuyên bảo đồng học thân cận A-di-đà-phật. A-di-đà-phật ở đâu vậy? Bộ kinh này chính là A-di-đà-phật. Ta ngày ngày đọc tụng là nghe giáo huấn của A-di-đà-phật. Ta có thể lý giải, ta có thể y giáo phụng hành, thì cũng như đang ở ngay bên cạnh A-di-đà-phật, không khác. Hiện tiền tất cả lúc, tất cả chỗ quyết định được A-di-đà-phật hậu niệm. Được A-di-đà-phật hậu niệm, xin nói với các vị, là các vị được mười phương ba đời tất cả chư Phật hậu niệm. Chư Phật hậu niệm thì sao có cái đạo lý Long Thiên Thiện Thần không bảo hộ các vị được chứ? Cho nên người tin Phật, học Phật thì được đại lợi ích. Cái lợi ích này thì không một lợi ích thế xuất thế gian nào mà có thể so sánh được với nó. Tại vì sao không chăm chỉ nỗ lực mà tu học? Kinh văn một câu phía sau, uy đức quảng đại. Uy là chỉ kính nể, tôn kính Ngài. Đức nghĩa là gì?
đức là yêu quý, hoan hỷ. Bạn xem, vừa yêu quý vừa nể sợ Ngài thì gọi là uy đức. Đa số học sinh đối với thầy cô có thể cảm nhận được việc này. Thầy cô có uy đức, học sinh đối với thầy cô rất là kính yêu, nhưng cũng rất là sợ. Quảng đại, đây thì không phải người bình thường có thể làm được. Đại là từ bao dung mà nói. Quảng cũng có cái ý nghĩa lớn. Nhưng mà ở tại nơi đây vẫn còn cái ý sâu hơn. Chúng ta học Phật, đầu tiên phải đem tâm lượng mở rộng ra, phải có thể bao dung tất cả. Nhất định không thể nào cái này tôi thấy không vừa ý, cái kia tôi không hài lòng. Việc này không thể nào. Người như vậy không thể nào học Phật. Chỉ có thể trồng được một ít thiện căn trong Phật Pháp, không thể vào được cửa. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta vào được cửa hay chưa? Rất khó nói. Nếu như tâm lượng bạn mà nhỏ thì bạn ở bên ngoài cửa, chưa có vào trong. Đây là sự thật, tuyệt đối không phải nói đùa. Bạn xem đạo tràng của Phật giáo chúng ta, nơi giảng kinh tu học thì gọi là đạo tràng. Kiến trúc của nó những gì thờ cúng bên trong, muôn hình vạn trạng đều là giáo học. Kiến trúc, bạn vừa đến cái đạo tràng này, việc đầu tiên nhìn thấy là sơn môn, điện thiên dương. Ở trong điện thiên dương, đối diện với cổng chính, cúng dường nhất định là Bồ Tát Di Lặc, tạo tượng của Bồ Tát Di Lặc là theo hình tượng Bố Đại Hòa Thượng. Đây là các vị tổ sư đệ đức của chúng ta đã làm. Bố Đại Hòa Thượng ngồi ở chính giữa. Ngài ngồi ở đó để làm gì? Là Ngài nói với bạn giống như dáng vẻ của Ngài thì mới có thể vào cửa Phật. Cái bụng của Ngài rất lớn, có thể dung chứa. Đối với tất cả mọi người thì cười hiếp mắt, tuyệt đối không có việc ghét người này ghét cái kia. Các vị hãy suy nghĩ cái ý gì này. Bạn không phải vui cười với người này thì cũng là làm mặt ngầu với người nọ. Bạn chưa có vào cửa Phật. Người vào cửa Phật, bất luận đối với một người như thế nào, nhất định là vui cười với người, nhất định là bao dung tất cả. Thì bạn mới có thể vào cửa Phật, không phải vào cái cửa hình thức, mà là vào cửa thực chất. Cửa thực chất có nghĩa là gì? Quả tiểu thừa Tu Đà Hoàn,
Đại Thừa Sơ Tín Vị Bồ Tát. Bạn có thể chứng được Sơ Tín Vị Bồ Tát, chứng được quả Tiểu Thừa Tu Đà Hoàn, bạn mới coi là vào được cửa. Suy nghĩ xem, chúng ta đã vào hay chưa? Chưa vào cửa. Nhìn thấy người vẫn còn thấy không vui. Cho nên học Phật, học hết bao nhiêu năm mà vẫn còn ở ngoài cửa Phật, nhìn thấy bức tường cửa Phật mà vào chưa được. Y phục thì đã mặc lên rồi, nhưng vẫn bên ngoài cửa. Cái y phục này là người ở bên trong cửa mặc. Chúng ta ngày nay cũng mặc lên y phục của họ, đích thực lại chưa vào cửa. Mặc bộ y phục này có cảm thấy hổ thẹn hay không? Mặc bộ y phục này nghĩa là ta muốn vào cửa. Nhưng mà bạn vào có được hay không? Nên nhớ phải mở rộng tâm lượng, phải đối đãi bình đẳng với tất cả chúng sanh, chung sống hòa thuận, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Như vậy chúng ta mới có thể vào được cửa. Sơ Tín Vị Bồ Tát, quả Tiểu Thừa Tu Đà Hoàn, công phu của họ là như thế nào? Là đã đoạn kiến hoặc ở trong kiến tư phiền não. Cái danh từ kiến hoặc này, các đồng học sơ học cũng không hiểu. Chúng tôi nói theo một cách khác, cái kiến giải sai lầm, nghĩa là nói mọi cách nhìn của bạn đã sai lầm rồi. Sự việc sai lầm như vậy quá nhiều, quá nhiều. Phật đem quy nạp trở lại thành năm loại lớn. Loại thứ nhất là thân kiến, chấp trước đem cái thân này cho là ta. Đây là cái cách nhìn sai lầm. Khi chúng tôi giảng kinh cũng thường thường có nhắc nhở với mọi người, cái thân này không phải là ta. Thân mà là ta vậy thì xong rồi, thân mà chết thì ta không phải chết luôn rồi hay sao? Thân không phải là ta, thân chết ta không chết, ta là sẽ sống đến vĩnh hằng. Thân không phải ta, vậy thân là cái gì? Trong Phật Pháp có một cái danh từ gọi là ngã sở. Dùng lời hiện nay mà nói, nghĩa là cái ta sở hữu. Giống như tôi mặc bộ y phục này thì bộ y phục là cái tôi sở hữu, đây không phải tôi. Y phục mặc mà cũ rồi thì sẽ thay ra mặc bộ mới vào, mặc rách rồi lập tức liền không cần nữa, dứt bỏ đi, may một bộ y phục mới để mặc. Y phục có sanh, có diệt, có sanh tử, ta không có sanh tử. Cùng đạo lý như vậy, cái thân này là của ta, giống như là y phục vậy. Cái thân thể này, thời gian sử dụng đã lâu rồi, nó hỏng hóc rồi, không cần nó nữa, đổi một cái thân thể mới khác. Người mà hiểu được cái đạo lý này, càng đổi càng thù thắng, càng đổi càng tốt. Đời này chúng ta được là thân người, đời sau chúng ta đến trời dục giới, đời sau nữa chúng ta đến trời sắc giới. Mỗi đời một tốt hơn, càng đổi càng tốt. Người như vậy là người thông minh, người như vậy có trí huệ. Nếu như càng đổi càng tệ thì sai rồi. Đời này thì làm người,
đời sau xuống làm quỷ, sau nữa thì làm súc sanh, rồi đi vào trong địa ngục luôn. Đây là sự sai lầm. Cho nên phải biết rằng thân trời, thân người, thân súc sanh, thân ngạ quỷ, thân địa ngục đều là cái ta sở hữu, không phải ta. Ta là vĩnh hằng, ta không có sanh diệt. Đem cái thân này xem thành ta, đây là một cái kiến giải sai lầm, một cái cách nhìn sai lầm. Bạn phải đem đó cải đổi trở lại. Còn loại cách nhìn sai lầm thứ hai là biên kiến. Biên kiến là có ý nghĩa gì? Chấp trước có hai bên. Thực tế mà nói, chính là khoa học gia phương Tây hiện nay nói là thuyết tương đối. Trong Phật Pháp thì nói là biên kiến, là kiến giải sai lầm. Phàm là đối lập, lớn thì đối lại là nhỏ, dài thì đối lại là ngắn. Đây gọi là biên kiến. Cái kiến giải sai lầm này, tại vì sao sai lầm? Cái kiến giải này là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra, không phải chân tướng sự thật. Bên trong chân tướng sự thật không có. Có lẽ bạn không thừa nhận. Vì sao nó không có? Rõ ràng là cái này lớn, cái kia nhỏ. Cái nhà này thì lớn, cái nhà kia thì nhỏ. Nằm ngay trước mắt, bạn sao lại có thể nói đây là sai lầm chứ? Thật sự đã sai, bạn sẽ không thể biết. Nếu như bạn biết được bạn sai lầm và nói sửa đổi cái sai lầm này, thì bạn chứng được quả gì? Sau khi đã chứng quả rồi, thì cái nhà này có lớn nhỏ hay không? Không có lớn nhỏ. Duy Ma Trượng Thất, ở trên kinh Duy Ma, cái phòng mà cư sĩ Duy Ma ở không lớn. Chu vi có một trượng, nhỏ hơn nhiều so với giảng đường này của chúng ta. Cư sĩ Duy Ma giảng kinh, bên trong lại có thể có đến một vạn người ngồi. Một vạn người ngồi trong căn phòng nhỏ ấy của ông mà không tỏ ra chật chội. Đó là cái cảnh giới gì? Không có lớn nhỏ. Cho nên Phật nói với chúng ta, núi tu di chứa hạt cải, hạt cải đựng núi tu di. Hạt cải là hạt của cây cải. Đem núi tu di bỏ vào trong hạt của cây cải, núi tu di không có thu nhỏ, hạt cây cải không có phình to, vậy thì sao có thể bỏ vào? Không có lớn nhỏ thì mới có thể bỏ vào được. Có lớn nhỏ, lớn thì có thể chứa nhỏ, nhỏ thì làm sao có thể chứa lớn? Chúng ta ngày nay cái cảnh giới này, tại vì sao không thể hiện tiền? Chính là bởi vì bạn có phân biệt, bạn có chấp trước. Sai lợi chỗ này, từ đó cho thấy quả tu Đà Hoàng, viên giáo sơ tín vị Bồ Tát, họ đã nhập vào cái cảnh giới này rồi. Chúng ta nói là cảnh giới bất tư nghị, người ta đã khế nhập chứng được rồi, là thật không phải là giả. Cái loại kiến giải sai lầm thứ ba là giới thủ kiến. Đây là chúng ta thường nói là thành kiến. Người nào thành kiến cũng rất sâu. Loại thứ tư là kiến thủ kiến, cũng là thuộc về thành kiến. Hai loại thuộc về thành kiến này. Thành kiến vì sao phân thành hai loại? Một cái là nhân, một cái là quả. Một cái là sinh ra thành kiến từ trên nhân, một cái sinh ra từ trên quả.
Loại cuối cùng đó là tà kiến, không thuộc về trong năm cách nhìn sai lầm nói phía trước, đều quy nạp vào tà kiến. Chúng ta có thể đem những cách nhìn sai lầm này dứt bỏ, thật sự y chiếu theo những đạo lý phương pháp này ở trên kinh luận Phật thì sửa cách nhìn chính xác. Đối với vũ trụ dân sanh có cách nhìn chính xác, bạn mới vào được cửa. Chúng ta học Phật đã học được nhiều năm rồi, dù sao cũng đừng cống cao ngã mạn, dù sao cũng đừng cho rằng bản thân mình rất giỏi. Trên thực tế thì còn chưa vào được cửa, thì có gì đáng để cống cao ngã mạn chứ? Nhất định phải khiêm nhường. Đẳng giác Bồ Tát mà còn khiêm nhường, làm gì có Bồ Tát nào không khiêm nhường? Tìm không ra. Làm gì có vị La Hán nào không khiêm nhường? Cũng tìm không ra. Người không chịu khiêm nhường thì mãi mãi không thể vào cửa Phật. Chúng ta không thể không biết. Cho nên tâm lượng phải nên mở rộng, nhất định phải bao dung. Phải bồi dưỡng cái tâm lượng quảng đại của mình. Phật ở trên kinh thường nói, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Đó là tâm lượng vốn có của chúng ta. Hãy nghĩ xem, chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, họ dựa vào cái gì mà làm được? Chúng ta tại vì sao không làm được? Gặp phải một chuyện nhỏ nhặt mà cũng nổi giận rồi, phải lập tức quay đầu, cần phải nghĩ đến ta làm sao mà lại tệ đến mức độ này. Tu hành là phải bắt đầu từ những chỗ này. Quản có thể nói là đại hội chư thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật mỗi ngày đều giảng kinh thuyết pháp, ngoài việc đại chúng Tây Phương thế giới mỗi một người đều đang nghe, còn có Bồ Tát ở mười phương thế giới, họ có thần thông, họ có cái năng lực ngưỡng mộ A Di Đà Phật đều đến nghe kinh. Cái giảng đường ấy của A Di Đà Phật rất rộng lớn, không thể nghĩ bàn. Người ở mười phương thế giới thảy thảy đều đến, sức chứa ở nơi đây rất rộng rãi thoải mái, tuyệt đối sẽ không cảm thấy chật chội. Là giảng đường quảng tương quảng đại, pháp hội thù thắng, thánh chúng vô lượng. Quảng đại cũng là biểu thị tánh đức, quốc độ thanh tịnh. Trên kinh giảng siêu du thập phương, sự thanh tịnh ở thế giới Tây Phương còn thanh tịnh hơn tất cả sát độ của chư Phật. Vì này thì chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Tại vì sao? Thế giới này của chúng ta là tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế nhưng tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật lại không thuần tịnh. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có thật báo trang nghiêm độ là thanh tịnh.
Cực Lạc thế giới có tứ độ, cổ Thích Ca Mâu Ni Phật thế giới Ta Bà cũng có tứ độ. Phàm thánh đồng cư độ không thanh tịnh, phương tiện hữu dư độ cũng không đủ thanh tịnh. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc thế giới thù thắng nhất thì chính là đồng cư và phương tiện đều thanh tịnh. Thanh tịnh như là thật báo độ. Đây là điều mà trong sát độ của mười phương chư Phật không có. Cho nên nói siêu du mười phương. Mà trong danh hiệu của A-di-đà Phật cũng có thể gọi là vô lượng thanh tịnh Phật, hoặc gọi là vô lượng thanh tịnh giác. Vì sao vậy? Tây Phương Cực Lạc thế giới xác thực đích đáng là sở hiện ở trong chân tâm tự tánh của A-di-đà Phật. Duy tâm sở hiện, nó chỉ có sở hiện, nó không có sở biến. Quốc độ Phật ở tha phương thế giới là duy tâm sở hiện, là thật báo độ của chư Phật, tịch quang độ của chư Phật. Duy tâm sở hiện, mà duy thức sở biến là phương tiện độ, đồng cư độ. Ở trong sát độ của chư Phật, giống như thế giới này của chúng ta chính là giống như vậy. Không giống như Tây Phương Cực Lạc thế giới tứ độ đều là pháp tánh độ, mà tứ độ đều là pháp tánh độ, đều là duy tâm sở hiện, thì tại sao vẫn còn gọi là tứ độ? Còn phải gọi là đồng cư, còn phải gọi là phương tiện, sao lại còn có những danh từ này? Chúng ta tu tịnh độ, trong bao nhiêu năm tu học, như thế đã dần dần lĩnh ngộ được. Người được giảng sanh đến Cực Lạc thế giới là đới nghiệp giảng sanh. Nói một cách khác, ở trong A là gia thức của họ đã gieo những hạt giống này, không có chuyển trở lại được. Họ là mang theo những thứ này đi giảng sanh. Cho nên những người này mà nói là đồng cư độ, là phương tiện độ. Nếu như đối với Phật và Pháp Thân Bồ Tát mà nói, đều là thật báo độ. Các vị cứ suy nghĩ thử xem tôi nói lời này có đạo lý hay không. Chư Phật Bồ Tát trong tâm của họ thì tất cả đều là thật báo độ, đều là tịch quang độ. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cho nên ở đây đã gọi là thanh tịnh Phật độ. Trên kinh luận chỉ dạy chúng ta trong giảng sanh luận nói rất hay: tâm chuyên niệm phát nguyện cầu sanh. Bạn chân thật minh bạch rồi, chân thật giác ngộ rồi, tin tưởng lời của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày mai là lễ Phật đản, là ngày sinh
của Đức Phật. Chúng ta không nên chấp trước ngày sinh của Đức Phật là ngày nào. Người Trung Quốc có cách nói của người Trung Quốc, người Ấn Độ có cách nói của người Ấn Độ, Nam Dương có cách nói của Nam Dương. Người Trung Quốc thì nói là ngày mồng 8 tháng 4. Mồng 8 tháng 4 là âm lịch, không phải là dương lịch. Việc này không ảnh hưởng gì. Chúng ta một năm cứ lựa chọn ra một ngày để kỷ niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên lễ Phật Đản là ngày lễ để kỷ niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một ngày mà chúng sanh chúng ta hoan hỷ nhất. Phật đã đến thế gian này của chúng ta, đem lại cái ánh sáng cho chúng ta, đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Ánh sáng của Ngài chính là kinh điển. Ngài đem hạnh phúc đến cho chúng ta, đó chính là y giáo tu hành. Người mà y giáo tu hành, không có một ai mà không được phước. Có được nhất định là cái phước báo cứu cánh viên mãn. Nếu như bạn học Phật mà không được phước, khẳng định là bạn đã bị sai lầm ở trên lý luận hoặc là trên phương pháp. Nếu như phương pháp lý luận không có sai lầm, bạn quyết định được phước. Đây là cái đạo lý chân thật. Cho nên chúng ta nhất định phải tâm chuyên, nhất tâm chuyên niệm, phát nguyện cầu sanh. Như vậy quyết định được vào liên hoa thế giới. Lời tuy rằng nói là như vậy, đáng sợ nhất đó là người thường cắt câu lấy nghĩa, tự mình đã làm chướng ngại chính mình. Giống như bổ nguyện niệm Phật chỉ học nguyện thứ 18, cái khác thì đều không cần. Đây là hiểu lầm rồi, đây là cắt câu lấy nghĩa. Chính mình đã làm lỡ mất cái cơ hội rất tốt ngay đời này cầu sanh tịnh độ, vô cùng đáng tiếc. Khi chúng tôi giới thiệu cái bộ kinh này đã có nói nguyện thứ 18 quy kết đến sau cùng là danh hiệu. Công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Ý nghĩa của danh hiệu chính là 48 nguyện. Nói cho rõ ràng tường tận, 48 nguyện chính là cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này. Mỗi câu mỗi chữ đều là giải thích 48 nguyện cho chúng ta. Mỗi một câu mỗi một chữ đều không tách rời phạm vi 48 nguyện. Chúng ta phải nên thâm nhập lý giải cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Cổ Đại Đức đã nói với chúng ta, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Vậy chú giải của kinh Hoa Nghiêm là gì? Người xưa nói Đại Tạng Giáo, trong Phật giáo là Đại Tạng Kinh. Toàn bộ Đại Tạng Kinh là chú giải cho kinh Hoa Nghiêm. Những đồng tu học Phật đối với cái sự việc này không thể không biết rõ. Sau khi bạn đã thật sự minh bạch, người ta nói công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn, thì bạn mới có cái khái niệm này. Nếu không mà nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, đến khái niệm chúng ta cũng không có. Cái câu A-di-đà Phật này có công đức gì chứ? Có gì hay đâu chứ? Bạn sẽ hoàn toàn không biết.
Cho nên bạn phải đem Đại Tạng Kinh quy nạp thành Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm lại quy nạp thành Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ quy nạp thành 48 nguyện, 48 nguyện quy nạp thành một câu Phật hiệu, bạn mới hoát nhiên đại ngộ. Công đức danh hiệu thật là không thể nghĩ bàn. Cảm được uy đức quảng đại thanh tịnh Phật độ. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.